Chào mừng các bạn đã đến với kênh Phê Thể Thao. Trước khi đến với những nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay, các bạn hãy cùng nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để đồng hành cùng với Phê Thể Thao nha. Còn sau đây sẽ là nội dung chính trong chương trình. Tiền vệ Việt Kiều Lê Nguyễn tiếc nuối vì không được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Mới đây, tiền vệ Việt Kiều Lê Nguyễn đã cho biết mình rất tiếc nuối vì không có cơ hội được khoác áo đội tuyển Việt Nam, song cũng hy vọng sẽ được cống hiến cho màu áo này trong tư cách là một huấn luyện viên. Lê Nguyễn trở lại Việt Nam thi đấu dưới sự đề nghị của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trước thềm mùa giải 2021. Thương vụ này tiêu tốn của đội bóng giải thành không dưới nửa triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, đắt sắt ra miếng, Lê Nguyễn đã sớm chứng minh được trình độ trong màu áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhờ vào sự khéo léo kỹ thuật của mình. Anh đã giúp cho tuyến giữa của chiến hạm đỏ trở nên mềm mại và uyển chuyển hơn. Chứng kiến Lê Nguyễn thi đấu, chắc hẳn nhiều người đã cảm thấy rất tiếc nuối khi mà anh không còn cơ hội chơi cho đội tuyển Việt Nam, bởi trước đó Lê Nguyễn đã ra sân thi đấu chính thức cho đội tuyển Mỹ. Nói về vấn đề này, tiền vệ sinh năm 1986 lại tỏ ra tiếc nuối vì đã từng không chọn khoác áo đội tuyển Việt Nam. Anh chia sẻ với báo chí: "Bác của tôi đã rất tự hào khi tôi quyết định khoác áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và quay trở lại Việt Nam chơi bóng. Tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong những năm chơi bóng ở nước ngoài. Bản thân tôi cũng muốn hỗ trợ đồng đội, các cầu thủ trẻ và muốn giúp cho bóng đá phát triển hơn. Ngay kể cả khi tôi từ giã sự nghiệp, tôi tự hào vì mình là người Việt Nam và tôi đã quay trở lại đây. Ba của tôi rất tự hào về điều đó. Nếu thời gian quay trở lại, được một lần nữa lựa chọn lại, tôi sẽ chọn khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi luôn nghĩ về chuyện này và luôn cảm thấy tiếc nuối. Tôi ước mình có thể thi đấu cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Tôi tự hào về dòng máu Việt Nam trong người thừa hưởng từ ba của mình. Dù không thể khoác áo tuyển Việt Nam khi là cầu thủ, nhưng biết đâu sau này tôi sẽ cống hiến cho màu áo này trong tư cách là một huấn luyện viên." Việc Lê Nguyễn không được khoác áo tuyển Việt Nam không chỉ khiến cho cầu thủ này tiếc nuối, mà người hâm mộ cũng có suy nghĩ tương tự. Nếu có Lê Nguyễn trong đội hình, huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn sẽ có thêm nhiều giải pháp nơi trung tuyến, đặc biệt là trong bối cảnh Đỗ Hùng Dũng chấn thương dài hạn. Bầu Đức lên tiếng trước đề xuất trao luôn chức vô địch cho Hoàng Anh Gia Lai. Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đã chính thức có những chia sẻ về ý tưởng trao chức vô địch cho Hoàng Anh Gia Lai trong bối cảnh V-League 2021 chưa rõ ngày trở lại. Mới đây, chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng ông Văn Trần Hoàn đã đưa ra đề xuất táo bạo rằng nên tổ chức trận đấu knockout giữa Hoàng Anh Gia Lai và Viettel để tranh chức vô địch, phân chia ai sẽ đá AFC Champions League và AFC Cup. Thậm chí theo ông Hoàn Pháo, nếu trong hoàn cảnh khó khăn quá thì nên trao thẳng danh hiệu vô địch cho đội bóng phố núi. Trước thông tin trên, trao đổi với báo chí, Bầu Đức cho biết: "Hoàng Anh Gia Lai không quan tâm đến quyền lợi riêng. Câu chuyện mà chúng tôi muốn nói ở đây là lợi ích chung của cả nền bóng đá. Vì thế tôi không bàn đến ý tưởng của chủ tịch Hải Phòng. Quan điểm của tôi là ủng hộ các quyết định của VFF, nhưng tất nhiên họ phải tính toán cho thấu tình đạt lý. Cần nhớ rằng xây dựng đội tuyển quốc gia phải dựa trên nền tảng của câu lạc bộ. Nếu không, lấy đâu ra con người cho đội tuyển? Do đó chúng ta phải đưa ra giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn." Hoàng Anh Gia Lai đang đứng đầu bảng xếp hạng V-League 2021 với 29 điểm sau 12 vòng đấu, trong khi đó câu lạc bộ Viettel đứng ngay sau với 26 điểm có được. Hiện tại, VFF đã gửi văn bản xin ý kiến của các câu lạc bộ tham dự mùa giải V-League 2021. Sau khi tập hợp lại ý kiến, ban chấp hành của VFF sẽ tiến hành họp và đưa ra quyết định nên đưa V-League trở lại vào thời điểm nào và thi đấu theo thể thức ra sao. Trước đó, trao đổi với truyền thông, chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cũng cho biết rằng sẽ không hủy V-League do hậu quả sẽ tác động lớn đến nền bóng đá trong nước. Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu bắt buộc của FIFA ở vòng loại World Cup 2022. Các cơ quan có thẩm quyền đã đồng ý để VFF tổ chức trận đấu của đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân Mỹ Đình tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tuy nhiên, một yêu cầu khác từ FIFA thì vẫn chưa có câu trả lời. Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC và FIFA đã ra tối hậu thư cho VFF là ngày 16 tháng 7 phải đăng ký địa điểm tổ chức các trận đấu sân nhà và sân dự phòng của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Chiều ngày 14 tháng 7, tin vui cho người hâm mộ Việt Nam khi các cơ quan chức năng đã đồng ý để đội tuyển Việt Nam được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình, chứ không phải là mượn sân trung lập ở nước khác. Phó Chủ tịch VFF ông Cao Văn Chóng cho biết, sau khi nhận được sự đồng ý của các cơ quan chức năng, VFF sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và thành phố Hà Nội để tổ chức chuyên nghiệp, hiệu quả, an ninh, an toàn, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của ban tổ chức.
Tuy nhiên, theo như yêu cầu của AFC và FIFA thì dù nhiều khả năng vẫn được chơi tại Mỹ Đình, tuy nhiên chúng ta phải chọn một sân dự phòng trong trường hợp có bất cứ biến cố gì xảy ra. Và tính đến thời điểm hiện tại, sân nhà dự phòng của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa được công bố. Chia sẻ với báo chí, đại diện của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, hiện tại VFF chưa chốt sẽ lấy sân nhà dự phòng là ở đâu, tuy nhiên chúng tôi đã có cho mình những lựa chọn. Chúng tôi không thể tiết lộ ngay bây giờ nhưng sẽ cố gắng hết sức để đem lại lợi thế tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam. Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ có 5 trận đấu sân nhà gồm các trận gặp Australia ngày 7 tháng 9, gặp Nhật Bản ngày 11 tháng 11, gặp Ả Rập Xê Út ngày 16 tháng 11, gặp Trung Quốc ngày 1 tháng 2 năm 2022 và gặp Oman vào ngày 24 tháng 3 năm 2022. Như vậy, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ được thi đấu ở mặt cỏ quen thuộc tại Mỹ Đình và điều này sẽ đem đến nhiều lợi thế để đội tuyển Việt Nam có cơ hội lớn giành kết quả khả quan ở các trận đấu sắp tới đây. Máy tính dự đoán tuyển Việt Nam khó tiến xa ở vòng loại World Cup 2022. Trang Football Ranking chuyên thống kê xếp hạng các đội tuyển trên bảng xếp hạng FIFA vừa thực hiện mô phỏng tổng hợp các kết quả và dự đoán tuyển Việt Nam khó lòng tiến xa ở vòng loại World Cup 2022. Theo đó, Football Ranking mô phỏng tổng hợp từ 10.000 lần các kết quả với nhiều phép tính khác nhau trên máy tính để đưa ra bảng tỷ lệ khả năng đi tiếp của các đội bóng đang góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong đó có tuyển Việt Nam nằm ở bảng B. Ở bảng B cùng với đội tuyển Việt Nam còn có các ứng cử viên rất mạnh lâu nay như Nhật Bản, Australia, Ả Rập Xê Út, Trung Quốc và Oman. Kết quả từ Football Rankings mô phỏng cho thấy khả năng tuyển Việt Nam giành ngôi đầu bảng B là thấp nhất so với các đối thủ cùng bảng khi chỉ có 0,31% cơ hội. Trong khi đó, đội tuyển Nhật Bản cao nhất tới 50,58%, tiếp theo là Australia với 37,27%, còn Ả Rập Xê Út đứng thứ 3 với 8,49%. Tuyển Trung Quốc chỉ có 1,71% cơ hội và nhỉnh hơn tuyển Việt Nam không bao xa và Oman là 1,64%. Tỷ lệ cho khả năng nhì bảng của tuyển Việt Nam cũng thấp nhất với cơ hội chỉ là 1,79% và hy vọng ở vị trí thứ 3 dự playoff là 6,50%, nhưng ở vị trí chót bảng thì khả năng tăng cao nhất lên tới 48,26%. Cũng theo kết quả mô phỏng của trang Football Ranking, dự báo 4 đội có khả năng cao nhất sẽ giành các suất chính thức của châu Á dự World Cup 2022 là Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia, trong khi Ả Rập Xê Út và Iraq sẽ là hai đội tranh playoff với suất dự vòng playoff liên lục địa để tìm kiếm vé vớt góp mặt ở Qatar. Ở cuộc đấu playoff này, kết quả mô phỏng của Football Ranking đánh giá tuyển Iraq có nhiều cơ hội hơn Ả Rập Xê Út để có suất dự vòng playoff liên lục địa tranh vé dự World Cup 2022. Thank you.